trên nó già. À, các bạn móc qua luôn cũng được, nhưng với điều kiện là các bạn phải nhắm là các bạn lấy hết lớp đáy các bạn được quyền móc, đúng không? Tuyệt đối nha, không được kẹp 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 kim vô trong cái mũi kim nha, kẹp gì nó trong mũi kim liền lại như vậy là cũng làm sao bạn đâm sẽ rất là khó. Rồi nói gì nữa? Đê. Đê. C. Khi chúng ta buộc á như thế này. Nha, các bạn thấy ha, sợi chỉ nó cũng sẽ trượt lên nhau như thế này, thấy không? Chúng ta đưa cái mũi chỉ nó về một góc của cái vết mỏ như thế này. Chưa? Ok ha, cắt chỉ nè, cắt chỉ. Ê, chưa nghe. Nghiêng lên đúng rồi nè, tụt nha, nè này cắt là không đúng nè, da mà em cắt gì là nó tụt nha. Rồi được chưa, chúng ta làm lại cái mũi số 8 này cái nha. Rồi đầu tiên là sao? A B lên cắt mạnh dạng lên được chưa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ không mũi